Kính thưa quý cha, quý sư và quý thầy, ngày hôm nay chúng ta quy tụ lại nơi đây để tôn vinh mẹ Mân Côi, mẹ đã hiện ra ở Fatima để mời gọi chúng ta sục kính chẳng chứa Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Hiện diện nơi đây có quý cha cha ái cha nhân cha lĩnh cha luân cha tạng cha lính nữa cha quản cha quản của mọi người nhẵn mặt rồi, nên là chúng ta cùng nhau vỗ tràng pháo tay để chào đón lẫn nhau, và đặc biệt để chúng ta cung kính tượng mẹ Fatima, mẹ Mân Côi đi vào trong thánh đường của chúng ta, để dâng mình cho mẹ và dâng những chàng chuối Mân Côi cũng như những đóa hoa lòng của chúng ta cho mẹ. Bây giờ đây chúng ta sốt sáng trong cái tâm tình để cùng nhau tung hô mẹ Fatima, mẹ La Vang, mẹ Mân Côi vào trong thánh đường của chúng ta.
sáng soi giờ.